Nhiều người không thích vẻ ngoài gì xét nhưng gu thẩm mỹ của mỗi người mỗi khác. Để han gì như vậy có khi người ta lại gắn cho nó cái mác đồ cổ, nghe thì cũng xịn đấy nhở. Bước tiếp theo là sửa chữa phần giáp còn thiếu ở hai bên và khung cửa. Đây chính là bài thử thách đối với tay nghề của người thợ han. Đố các bạn biết những người thợ sử dụng que han loại gì? Nếu bạn biết thì hãy comment xuống bên dưới nhé.